Đường to ngõ rộng thênh thang khách nào cũng thích ô tô vào nhà. Đây, trong video này Ngọc Anh sẽ giới thiệu ngay tới cho quý vị một căn nhà đường to ngõ rộng ô tô phi phát một vào nhà luôn. Với căn nhà này ô tô 7 chỗ chứ 9 chỗ vẫn vào được nhà nha quý vị. Với cái thông số nhà như sau. Hướng nhà là hướng đông nam, diện tích 40m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng vô cùng đẹp. Đường ngõ trước nhà thông thoáng, hai mặt ngõ lô góc thoáng cực kỳ luôn. Đây mọi người ạ. Đây quý vị có thể nhìn thực tế nha. Căn nhà này thì hiện trạng là đang vào hoàn thiện, cho nên Ngọc Ánh sẽ quay sơ qua để gửi tới cho quý vị khách hàng nào đang có nhu cầu tham khảo và tìm hiểu một căn nhà muốn căn nhà 7 chỗ, 9 chỗ ô tô phi vào nhà. Đây là cửa ngách của cái nhà này nha. Đây. Cửa ngách của căn nhà thì hướng tây nam, còn cửa chính thì hướng đông nam quý vị ạ. Căn nhà này thì thực tế theo hiện trạng đang là vào phần hoàn thiện. Nhìn nó vẫn chưa lên tổng quát được, cho nên Ngọc Ánh sẽ chỉ quay sơ qua cho quý vị đó. Với cái cụm dự án nhà này thì có 5 căn, đã bán 1 còn 4. Có duy nhất một cái căn nhà này là ô tô vào nhà, còn ở trong đây là còn 4 căn nhà nữa. Thì với cái diện tích từ 36 tới 42m² và giá chào bán vô cùng rẻ quý vị nhá, 1.920.000.000 cho một căn nhà 42m², thiết kế và xây dựng 4 tầng, 4 phòng ngủ, sân rộng thanh thang. Đây, ra đường ô tô kia đó. Với căn nhà này thì vị trí nó thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giấy phép xây dựng đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho quý vị lên tới tối đa 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, quý vị có thể để xe ô tô. Đấy, đây là cái phần phòng bếp thì tủ bếp hiện tại chưa lắp. Với cái căn nhà này hiện tại điện cũng chưa lắp mọi người nha. Có hồ sơ điện rồi nhưng mà chưa kéo điện, cho nên đây Ngọc Anh đang quay cái tầm khung giờ này là hơn 11 giờ một chút, và ánh sáng thì quý vị có thể nhìn thấy ánh sáng hoàn toàn tự nhiên vào trong cái không gian của tầng 1. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, được lắp đặt đầy đủ. Với căn nhà này quan trọng vị trí đi lại thuận tiện. Với cái vị trí của nó thì nó cách với trục đường quốc lộ 6 nó chỉ khoảng tầm 100m thôi mọi người nha. Và đây là phần tầng 2. Tầng 2 của ngôi nhà thì ý đồ của chủ đầu tư để ở đây đó là quý vị làm phòng khách. 1 2 3 4 cái cửa mọi người ạ, trên một phòng. Đấy. Ánh sáng ngập tràn vào trong cái không gian căn phòng này. Rất là thoáng. Đây. Đây là trên phía tầng 2 quý vị nha. Là để phòng khách. Cửa sổ đây. Với một cái căn nhà diện tích 40m², rất là rộng. Nằm tại quận Hà Đông, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với trục đường quốc lộ 6, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp cho quý vị đi làm ở khu vực quận Hà Đông hoặc quý vị nào mà đi làm theo trục đường quốc lộ 6 xuống dưới Chương Mỹ. Rất là hợp lý nha. Và đây là trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Nói chung nếu như căn nhà này mà khi nào hoàn thiện xong hết chỉnh chu, điện, nước, mọi thứ xong xuôi, Ngọc Ánh sẽ quay và review lại cho quý vị nếu như căn nhà này vẫn còn. Đây là ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước sau, cầu thang ở giữa, nhà vệ sinh ở giữa. Đây là nhà vệ sinh đó. Phòng nào cũng ngập tràn ánh sáng, phòng nào cũng thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Nó nằm ở trong khu dân cư đông đúc mọi người nha. Đấy. Tất cả các phòng ngủ đều rất là vuông vắn, ánh sáng ngập tràn vào trong căn phòng. Rất là mát, mọi người ở đây đứng đây có thể tận hưởng không khí mát, gió trời tự nhiên vào trong căn nhà. Đây là tầng 3 rồi, mời người theo em lên trên cái tầng 4 của ngôi nhà nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây thiết kế cho quý vị rất là hài hòa. Một cái phòng ngủ tiếp theo ở phía tầng 4, một phòng thờ, một sân phơi riêng biệt. Với cái giá chào bán hiện tại của chủ nhà là 2.720.000.000 mọi người nha. Với căn nhà sổ đỏ đầy đủ, giấy phép xây dựng đầy đủ, 4 tầng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, giá chào bán 2.720.000.000, bao toàn bộ phí thuế, ô tô vào nhà, xung quanh ngập tràn tiện ích, gần với lại trạm y tế, ủy ban nhân dân phường. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà đó.
Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng gọi điện cho Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình Ngọc Ánh 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất của Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.